tiếng Anh là một trong những môn học quan trọng của trẻ tại Sakura School, hệ thống trường mầm non Sakura Montessori. Tại đây, chương trình học tiếng Anh do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy được thiết kế dành riêng cho đối tượng người dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, theo chuẩn khung tham chiếu châu Âu, đảm bảo phù hợp với nhịp độ phát triển và khả năng tiếp thu ngôn ngữ của trẻ trong giai đoạn 6 năm đầu đời. Is Ollie a gecko? No, he's a gecko or lizard. Thank you, Billy. Okay, now everyone, one, two, three, four. Xuyên suốt chương trình học tiếng Anh của các con là giáo trình Learn with Ollie được chia thành các cấp độ. Yes, it is. And what has the man got? An umbrella. Can we raise our right hand and then take your right arm and do? Với Learn with Ollie, trẻ sẽ được học tiếng Anh theo 3 cấp độ với đa dạng nội dung bài học thuộc nhiều lĩnh vực bao gồm khoa học, nghệ thuật, toán học, vận động, ẩm thực và nhiều chủ đề quen thuộc, gần gũi và thực tế như trường học, thầy cô, bạn bè, gia đình, đồ dùng học tập, các lễ hội lớn. Học sinh tại trường mầm non Sakura Montessori Hạ Long được tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày, mỗi buổi học kéo dài 60 phút. Thông qua chương trình tiếng Anh, Sakura Montessori Hạ Long tạo cho trẻ một môi trường giao tiếp, sinh hoạt quốc tế, giúp các em cảm thấy thoải mái và tự tin với tất cả các hoạt động học tập, giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường toàn cầu hóa.